hé lộ lý do thầy Park chọn Bùi Tiến Dũng chứ không phải Văn Lâm, tâm phục khẩu phục. Bất ngờ lớn nhất trong danh sách 20 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo mang sang Indonesia dự Aces là quyết định loại thủ thành Đặng Văn Lâm. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí số 1 trong khung gỗ U23 Việt Nam được đảm bảo cho trò cân Bùi Tiến Dũng. Xét về phong độ, đương nhiên Tiến Dũng không được đánh giá cao bằng Đặng Văn Lâm. Xét về kinh nghiệm thi đấu cũng như thể hình, thủ thành người Thanh Hóa cũng không bằng. Thế nhưng anh vẫn là số 1 ở U23 Việt Nam bởi sự tin tưởng và cả những tính toán đường xa của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tin rằng khi Bùi Tiến Dũng được trở lại với vị trí quen thuộc của mình, được ra sân với sự kỳ vọng lớn, anh hoàn toàn có thể tìm lại hình ảnh ở Thường Châu, thậm chí chơi tốt hơn nữa. Thực tế thì tài năng của Bùi Tiến Dũng vẫn là thứ huấn luyện viên Park Hang-seo muốn khai thác. Nếu mang Đặng Văn Lâm đi ASEAN, ông phải đau đầu chọn ai là người bắt chính, và đương nhiên cơ hội với Tiến Dũng chỉ còn một nửa, thậm chí phải ngồi dự bị. Điều đó là rất thiệt thòi cho thủ thành câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, bởi anh còn trẻ rất cần những giải đấu như ASEAN để trưởng thành hơn. Quan trọng hơn nữa, Bùi Tiến Dũng nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở SEA Games 30. Anh cần được chăm bẩm để trở thành một thủ môn xuất sắc. Việc phải ngồi dự bị suốt một thời gian dài ở câu lạc bộ là quá đủ. Quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào Bùi Tiến Dũng của huấn luyện viên Park Hang-seo không mạo hiểm chút nào, bởi trong trường hợp xấu nhất thì Văn Hoàng cũng có thể đảm đương vị trí 45 phút được ra sân thi đấu tối qua trong trận gặp U23 Uzbekistan của thủ môn Sài Gòn FC, chính là phép thử đầy táo bạo của thầy Park. Để giành Văn Lâm cho AFF Cup và ASEAN Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo không vô cớ mà loại Đặng Văn Lâm. Ông Park từng nhiều lần khẳng định đây chính là thủ môn có phong độ tốt nhất ở U23 Việt Nam. Nhưng trong tính toán của ông thầy người Hàn Quốc, ASEAN là sân chơi của Bùi Tiến Dũng, còn Đặng Văn Lâm lại để dành cho AFF Cup 2018 và VCK ASEAN Cup 2019. Ở một toan tính khác, việc thầy Park giữ Đặng Văn Lâm ở nhà cũng là một cách tiết chế, tạo cho Văn Lâm động lực để đảm bảo vị trí số 1 của mình. Đặng Văn Lâm rất buồn, nhưng anh còn nhiều cơ hội để thể hiện mình ở AFF Cup 2018 cũng như ASEAN Cup 2019 chỉ diễn ra sau đây 3 tháng. Ở khía cạnh nào đó có thể hiểu việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Đặng Văn Lâm lên tuyển lần này để tạo nên tính cạnh tranh, giúp Bùi Tiến Dũng ý thức được việc phải luôn phấn đấu để có suất bắt chính. Nếu Tiến Dũng chơi thành công ở ASEAN thì chính Đặng Văn Lâm cũng là người có công rất lớn chứ không chỉ riêng thầy Park. Nói tóm lại, quyết định dùng ai loại ai của huấn luyện viên Park Hang-seo đều nằm trong tính toán. Ông thầy người Hàn Quốc cho thấy sự chuẩn bị dày hơi của mình với bất cứ cầu thủ nào và tạo nên sự công bằng cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển. Động thái đầu tiên của Trường Giang giữa thông tin Nhã Phương mang thai 3 tháng chuẩn bị kết hôn. Giữa ồn ào sắp kết hôn với Nhã Phương và bạn gái mang bầu 3 tháng, Trường Giang vẫn vui vẻ đi quay hình. Mới đây nhất, dư luận xôn xao tin đồn Nhã Phương mang thai 3 tháng và khẳng định đây là lý do khiến nữ diễn viên phải hủy vai trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Dù đã chụp hình poster, theo một nguồn tin tiết lộ, nam danh hài xứ Quảng đã đưa bạn gái đến khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí sáng ngày 7 tháng 8, cư dân mạng còn lan truyền thông tin Nhã Phương bỏ vai trong phim Hậu Duệ Mặt Trời là vì đang mang thai với Trường Giang và đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 8 âm lịch tới. Chiếc nhẫn đính hôn có thiết kế đặc biệt trên ngón tay giữa trái của Nhã Phương. Trước những ồn ào từ dư luận, chị gái Nhã Phương lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, về những tin đồn hiện tại, phía nam diễn viên vẫn chọn giải pháp im lặng và không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của Trấn Thành đã đăng tải bức ảnh hài hước cùng nam diễn viên và tiết lộ anh đang cùng danh hài xứ Quảng và Ngô Kiến Huy đi ghi hình. Trường Giang vẫn giữ được tinh thần vui vẻ giữa hàng loạt ồn ào đời tư đang bủa vây. Dù có nhiều tin đồn không hay, nhưng người hâm mộ vẫn mong Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà. Kiểu đầm bèo nhúng che vòng hai của Nhã Phương trong tiệc cưới của em gái. Trường Giang bật khóc kể về quá khứ ở khu ổ chuột, không có tiền ăn sáng, đóng học phí. Nghệ sĩ Trường Giang khiến nhiều người bất ngờ với câu chuyện của chính bản thân anh khi từng trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu đang bước vào tập cuối cùng, trải qua 11 tập, 6 nghệ sĩ tham gia chương trình cũng được trải qua những kỷ niệm đáng nhớ và có cả giọt nước mắt tắng cay. Mới đây, một đoạn clip ghi lại sự xúc động của Trường Giang khi anh kể về câu chuyện của chính bản thân mình.
một tuổi thơ khó nghèo và quyết tâm vươn lên, trở thành một ngôi sao mà ít ai biết được. Tham gia rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, nhưng duy nhất tại chương trình Khi đàn ông mang bầu, khán giả mới thấy Trường Giang nhiều lần rơi nước mắt khi kể về cuộc sống hiện tại cũng như tuổi thơ của mình. Ít ai biết được một nghệ sĩ Trường Giang từng không biết ăn sáng là gì, thường xuyên bị gọi tên khi chào cờ vì không có tiền đóng học phí trong tuổi thơ đầy cơ cực. Nhà mình đông con, một mình ba lôi hết mọi thứ vì không có mẹ, ngày xưa khổ lắm, học 12 năm trên ghế nhà trường, không bao giờ biết ăn sáng là gì vì mình không có tiền. Đầu tuần Trường Giang luôn bị kêu tên khi chào cờ vì không đóng học phí. Từ những điều quá khó khăn như thế trong cuộc sống, ngay cả mười mấy năm ở Sài Gòn cũng ở những nơi kinh khủng hơn ổ chuột nên mình phấn đấu. Giang quyết định khi bước chân vào nghề, dán một tờ giấy rất to lên cái tủ lạnh được người ta cho là phải nổi tiếng, Trường Giang chia sẻ. Trường Giang xúc động khi nhớ về quãng thời gian cơ cực, phải ở nhà ở khu ổ chuột. Đồng thời Trường Giang cũng thẳng thắn chia sẻ, anh không ham thích hào quang thay vì phấn đấu vì đam mê, mà mong muốn nổi tiếng ngày còn khó khăn chính là kiếm tiền để chăm lo cho gia đình. Chị gái vừa lên xe hoa, con trai hot boy Hồng Vân cũng hẹn hò với bạn gái ca sĩ. Chị gái vừa lên xe hoa, em trai Khôi Nguyên cũng bị phát hiện đang hẹn hò cùng bạn gái Thanh Thảo. Vào sáng ngày 6 tháng 8, cô con gái cưng của nghệ sĩ Hồng Vân Hoàng Châu đã chính thức lên xe hoa cùng chồng Việt Kiều. Nữ diễn viên đã vô cùng hạnh phúc khi thấy con gái tìm được bến đỗ tình yêu của cuộc đời. Bên cạnh niềm vui của Hoàng Châu, Khôi Nguyên, con trai thứ hai của Hồng Vân cũng đang hạnh phúc cùng bạn gái Thanh Thảo. Được biết, cô chính là cô bé bán kẹo kéo hát hay, gây sốt mạng xã hội trước đây. Con trai nghệ sĩ Hồng Vân đăng tải hình ảnh hẹn hò của cả hai trên trang cá nhân. Theo như cách nói của Khôi Nguyên có thể thấy, anh chàng dành rất nhiều tình cảm cho bạn gái. Cô gái may mắn này là Trần Thanh Thảo, sinh năm 1999, từng tham gia cuộc thi giọng hát Việt nhí nhưng không thành công. Cô cũng từng khiến Khiền Thục bật khóc ngay trên sân khấu chương trình Ca sĩ giấu mặt bởi hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, Thanh Thảo chính là cô bé bán kẹo kéo hát hay đến nỗi Hồ Quỳnh Hương phải truy lùng cho bằng được. Hiền Thục khóc òa trong khi song ca ca khúc Nhật ký của mẹ cùng Thanh Thảo trong game show Ca sĩ giấu mặt. Chính vì thể hiện qua tình cảm ca khúc anh mà Hồ Quỳnh Hương đã tìm kiếm Thanh Thảo trên khắp mạng xã hội. Khôi Nguyên sinh năm 1997 là con trai thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Cậu bạn sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m80. Từ nhỏ Khôi Nguyên đã sang Mỹ học với chị gái, nhờ vậy nên chàng trai trẻ rèn luyện tính tự lập từ sớm. Khi có thời gian rảnh, Khôi Nguyên dành thời gian để về thăm gia đình tại Việt Nam. Dù không chung dòng máu, nhưng anh chàng và chị gái đầu tiên đều xem bố Lê Tuấn Anh là thần tượng, cả hai rất nghe lời và yêu thương bố mẹ. Trê Phi và bạn gái xuất hiện đẹp đôi trong đám cưới của Xí Ngầu. Bạn gái Trê Phi chụp ảnh cùng chị chồng. Nếu con gái đầu lòng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thích kinh doanh, thì Khôi Nguyên lại có máu nghệ thuật. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc tin đồn mang thai, Nhã Phương vẫn rạng ngời bên dàn chị em gái xinh đẹp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nhã Phương cũng có thể giữ được vẻ ngoài rạng ngời của mình. Sau nhiều ồn ào không hay về chuyện hẹn hò với Trường Giang và các thông tin tan vỡ, thì mới đây nhất, trên mạng xã hội đã xuất hiện các khoảnh khắc chứng minh cô nàng đang mang nhẫn cầu hôn của nam diễn viên. Đây là chiếc nhẫn mà anh trao cho cô ngay trên sân khấu của lễ trao giải Mai Vàng, trong sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả xem truyền hình và các đồng nghiệp. Các hình ảnh này một lần nữa khẳng định họ vẫn mặn nồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng những thế, trên khắp các diễn đàn còn hé lộ thông tin Nhã Phương hiện đang mang thai 3 tháng. Và đây mới là lý do khiến cho cô nàng hủy vai. Tin đồn này cũng có phần khá hợp lý khi cách đây vài hôm, một nguồn tin cho hay mẹ của nữ diễn viên cũng tiết lộ cô sắp lên xe hoa vào tháng 8. Điều này được chia sẻ ngay trong đám cưới của em gái Phương Anh. Ngay khi đó, chị gái của người đẹp cũng đã có phần phản hồi về tin đồn mang thai. Cụ thể, chị Ngọc Trâm thẳng thắn, tôi chưa từng nghe về chuyện đó, tất cả chỉ là tin đồn thôi. Hai chị em rất thân thiết và luôn sát cánh bên cạnh nhau. Mặc những tin đồn bủa vây, diễn viên tuổi thanh xuân vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời của mình. Theo đó, Nhã Phương tiếp tục diện đầm theo tông màu yêu thích, sắc trắng khá lộng lẫy trong ngày đưa em gái ruột về nhà chồng.
Từ trước đến nay, dù ở hoàn cảnh nào, người đẹp cũng giữ được vẻ ngoài tươi tắn khi xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người xung quanh. Theo thứ tự từ trái sang phải, chị cả em dâu, em gái và nhà Phương rất thân thiết nhau, đặc biệt cả bốn cô gái đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Bộ tứ luôn có những khoảnh khắc cực nhắn nhít bên cạnh nhau. Nhã Phương luôn cười toe toét, hào hứng không kém gì nhân vật chính tại lễ cưới. Huyền My chụp ảnh cưới ở châu Âu cùng bạn trai đại gia, rộ nghi án chuẩn bị kết hôn. Một nhiếp ảnh gia có tiếng tại Hà Nội bất ngờ để lộ thông tin á hậu Huyền My chuẩn bị sang châu Âu chụp ảnh cưới. Mới đây trên mạng xã hội, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội đã bất ngờ để lộ thông tin Huyền My chụp ảnh cưới, khiến tin đồn đám cưới của Huyền My một lần nữa lại dấy lên. Nhiếp ảnh gia này đã đồng thời gửi lời cảm ơn Huyền My vì đã đến chung vui cùng mình trong một sự kiện, đồng thời cho biết Á hậu Việt Nam 2014 đăng ký luôn gói chụp phóng sự cưới ở châu Âu, chỉ còn đợi chút ngày giờ cụ thể để khởi hành. Cảm ơn muội muội Ngọc Hằng đã luôn nhiệt tình với đại ca, tiếc là muội muội ở xa nhưng luôn quan tâm đến thằng anh lắm mồm này. Cuối cùng vô vàn cảm ơn Nguyễn Trần Huyền My đã đến với anh, đồng thời bút luôn quả chụp phóng sự cưới tour ở châu Âu, giờ chỉ còn đợi ngày cụ thể nữa thôi ấy. Lịch trình của Huyền My sẽ chụp ảnh cưới trong thời gian tới. Người đẹp xuất hiện trong một triển lãm cưới và đã đăng ký gói chụp ảnh trong ngày trọng đại ở châu Âu. Cách đây ít ngày, trên story Instagram cá nhân, á hậu Huyền My có đăng tải một đoạn hội thoại ngắn vui vẻ. Nội dung cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là việc mỹ nhân sinh năm 1995 đi taxi mà không có một đồng nào trong người, cô phải gọi một người em cứu trợ. Khi bạn ra đường mà không có một đồng nào trong người, may mà còn hàng xóm tốt bụng, kim đứa em chơi từ hồi bé xíu hào phóng cho vay tiền. Tuy nhiên, chuyện cô ra đường không một xu dính túi, không làm cư dân mạng quan tâm bằng việc người đẹp quên không xóa ảnh đại diện của người mà cô đang tán gẫu thân mật. Người đẹp đăng đoạn trò chuyện cùng người bí mật, nhưng cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra đó là Bảo Hân, em trai biên tập viên Ngọc Trinh. Và đây chính là bạn trai tin đồn của hậu Huyền My. Dương Bảo Hân là em trai của biên tập viên Dương Ngọc Trinh và là một thiếu gia có tiếng ở Hà Thành, được biết đến với sở thích siêu xe. Bảo Hân từng là bạn trai cũ của hậu Tú Anh, chụp ảnh cùng cô. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô và bạn trai kết thúc năm 2017, sau hơn một năm ngọt ngào. Về phía á hậu Huyền My, cô chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ này. Tuy nhiên, việc cô trò chuyện thân mật với Bảo Hân khiến người hâm mộ càng tăng thêm mối nghi ngờ về chuyện hẹn hò của cả hai. Gần đây có không ít thông tin Huyền My rụt rịch lên xe hoa vào cuối năm. Trước thắc mắc của mọi người, á hậu phủ nhận và thổ lộ ước mong của cô là sẽ lên xe hoa vào năm 25 tuổi.